Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 1.000 cái token X3S nhé. Thì mỗi một rep mọi người sẽ nhận thêm được là 100 cái token X3S. Rồi, thì ở cái dự án này chắc do một cái sự nhầm lẫn nào đó nên là nó đã ghi rằng là airdrop sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Nhưng thực ra thì cái dự án này nó vẫn đang còn nhé. Chắc là bị do lỗi thôi. Thì mọi người sẽ bấm chọn Restart để chatbot này. Rồi đầu tiên thì mọi người sẽ chọn Join Airdrop. Và sau đó thì mọi người sẽ join vào kênh channel Telegram. Rồi quay trở lại, mọi người bấm chọn Next. Tiếp tục mọi người sẽ follow Twitter và retweet bài đăng. Ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn theo dõi. Tiếp theo thì mọi người sẽ like và retweet lại cái bài đăng này. Rồi quay trở về, mọi người sẽ gửi cho nó, xem nào, gửi cho nó username hoặc profile link của Twitter nhé. Rồi gửi username cho nó nhanh đi. Rồi sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó profile link của Facebook. Và mọi người follow Facebook trước, mở Facebook lên. Rồi mọi người sẽ bấm vào dấu ba gạch này này. Ở đây thì nó sẽ có cái chữ theo dõi hoặc là theo dõi ở đây. À đây, ở đây nó sẽ có nút theo dõi nhé. Rồi chọn follow ở đây và sau đó mọi người quay trở về trang chủ này. Rồi bấm chọn vào avatar. Tiếp theo thì mọi người sẽ copy cái profiling của Facebook, sau đó quay trở về bot, nhập vào. Rồi sau đó follow vào Instagram. Rồi mọi người sẽ chọn theo dõi ở đây và mọi người sẽ lấy cái username của Instagram nhé. Bấm vào góc dưới cùng bên tay phải này cho mình, thì đây chính là cái username của Telegram này. Mọi người quay trở lại này. Rồi nhập username. Rồi tiếp theo chọn Next. Sau đó gửi địa chỉ ví PEP20. Rồi xem nào. Chúc mừng bạn đã thành công này. Và cái này, dự án này nó sẽ dành cho 2.000 người giành chiến thắng nhé. Refer and earn này là cái gì? À, đường link chia sẻ thôi. Rồi ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.